Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những hình ảnh về câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng thành phố Hưng Yên. Câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng thành phố Hưng Yên được thành lập cách đây hơn 40 năm, là một trong những câu lạc bộ bóng đá phong trào ra đời sớm nhất ở Hưng Yên. Đây cũng là điểm hẹn thể thao của những người hưu trí, cán bộ công chức, các doanh nhân và người dân đam mê bóng đá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gặp gỡ, giao lưu, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng của địa phương phát triển, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên tham gia tập luyện và thi đấu. Câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng thành phố Hưng Yên ấy, đó là cái sự bền bỉ trong tập luyện và thi đấu hàng ngày trong nhiều năm nay, và hiện tại đội đang tập luyện với cái mật độ một tuần 5 buổi. Câu lạc bộ hiện có hơn 40 hội viên tuổi từ 40 đến 65. Phần lớn thành viên đã lớn tuổi song vẫn đều đặn đá bóng mỗi tuần 5 buổi để rèn luyện sức khỏe. Cùng với việc tổ chức các hoạt động thể thao, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên các thành viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố tin tưởng. Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm được thành lập từ năm 2018, thu hút trên 40 học viên với nhiều lứa tuổi tham gia. Đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, các em sẽ được học kỹ năng tự vệ, kỹ năng đấu đối kháng. Đối với người lớn tuổi, sẽ được học các bài quyền như thủ đầu quyền, khí công quyền để giúp lưu thông khí huyết, nâng cao sức khỏe. Vừa qua, Võ đường đã mở các lớp dạy võ miễn phí dành cho các em học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi tại khu vực ga Lạc Đạo. Việc làm này đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp các em nâng cao sức khỏe, có kỹ năng tự vệ cho bản thân. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, phong trào thể thao quần chúng ở thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm cũng phát triển sôi nổi với đa dạng các hoạt động thể thao, thu hút nhiều người dân tham gia. Vào hai buổi sáng chiều, sân nhà văn hóa thôn sôi động với môn bóng chuyền. Thôn đã thành lập hai đội bóng chuyền nam nữ làm nòng cốt phát triển phong trào, dạy cho người chưa biết chơi. Thôn Tăng Bảo còn có nhà tập luyện bóng bàn, là nơi 20 thành viên trong câu lạc bộ bóng bàn của thôn sinh hoạt thường xuyên chơi bóng bàn cùng nhau. Hiện nay toàn thôn có 5 địa điểm tập thể thao, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Những năm gần đây, các bài nhảy hiện đại đã du nhập vào hoạt động thể dục thể thao tại huyện Ân Thi. Phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi khá yêu thích những bài nhảy này bởi yếu tố vui nhộn, khỏe khoắn, dễ tập. Các bài nhảy đòi hỏi sự phối hợp vận động của nhiều bộ phận trong cơ thể, còn đan xen các bài nhạc sôi động vừa kích thích tinh thần hăng hái tập luyện, vừa giải tỏa căng thẳng, giúp người tập sảng khoái, phấn khởi hơn. Đến nay, môn nhảy hiện đại xuất hiện nhiều tại các địa phương như thị trấn Ân Thi, xã Hồng Quang, xã Nguyễn Trãi, xã Quang Vinh, thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia tập luyện. Thưa quý vị và các bạn, võ cổ truyền mới được ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ta đưa vào đào tạo và thi đấu và đã mang về nhiều thành tích cho thể thao tỉnh nhà. Môn võ cổ truyền được đưa vào tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên từ tháng 2 năm 2011. Mặc dù được thành lập sau nhiều bộ môn khác, nhưng võ cổ truyền đã mang về nhiều thành tích trong các giải thể thao cấp quốc gia. Trung bình một năm, bộ môn đóng góp cho tỉnh nhà hơn 10 huy chương các loại. Trong kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc vừa qua, võ cổ truyền đã giành về 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Bộ môn cũng có nhiều vận động viên được tham dự đấu trường khu vực và quốc tế, như vận động viên Doãn Thị Nguyệt đã giành huy chương đồng ở SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines vừa qua. Vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt giành huy chương đồng giải vô địch châu Á 2019 được tổ chức tại Ấn Độ. Môn cổ truyền là trong 114 môn thể thao mũi nhọn của tỉnh trong năm qua và đóng góp rất tích cực cho cái huy chương, cho thành tích cho tỉnh. Đầu năm 2020, giải đầu tiên sau khi dịch Covid thì đội cũng tham gia và có được 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng cố gắng tập trung đào tạo, tuyển chọn và cọ sát thi đấu ở những trung tâm tương đối để tạo điều kiện tốt nhất cho cái môn cổ truyền, cũng là cái nguồn để tạo điều kiện cho cái đại hội thể dục thể thao lần thứ 19 vào năm 2022. Mặc dù cơ sở vật chất tập luyện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị, nhưng họ luôn có sự tập luyện cao độ và tinh thần quyết tâm thi đấu. Bộ môn chuẩn bị hướng tới cái giải vô địch toàn quốc tổ chức tại Bình Định vào tháng 11 năm 2020, cũng đang trình lãnh đạo và lập kế hoạch để tham dự cái giải đó. Mục tiêu của bộ môn là đạt ít nhất là từ 2 huy chương vàng trên 15. Em tập từ tháng 11 năm 2015. Trong quá trình tập luyện thì em thấy có nhiều lúc rất là mệt mỏi, cảm thấy nhiều muốn bật khóc. Nhưng mà vì thành tích, đam mê, vì thầy cô là em luôn
cố gắng vượt qua. Sắp tới giải vô địch môn võ cổ truyền, em sẽ cố gắng hết sức mình vào chung kết ạ. Với tinh thần quyết tâm tập luyện của huấn luyện viên và vận động viên, chắc chắn trong thời gian tới, môn võ cổ truyền sẽ mang về nhiều thành tích cho thể thao tỉnh nhà. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.